Dạ chào cả nhà. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 âm lịch mình á, ở chỗ mình đình thần Thiện Mỹ có làm tổ chức lễ cúng thượng điền cho bà con mình á, ngay tại đình này nè. Đó. Thành ra hôm nay mình cũng được mời dự, thì năm nào cũng dự hai lần. Một lần thì thượng điền này ngày 16 tháng 10 và tới qua tháng sau rồi đấy, qua duyên á là hai điền. Đây cũng giới thiệu cho bà con là cũng đông vui lắm nha nha cả nhà. Bữa nay tôi đi mình đi hơi trễ rồi đó. Bên đây hả, bên kia hả? Nhưng mà cũng còn đông lắm. Đình sửa sang đồ rộng rãi lắm cả nhà ơi. Quay mấy người đẹp mà chứ không có quay người nào xấu là không cho vô. Thank you.
là không từng có thì cũng có liền. Rồi cá anh Tâm. Cái gì hả? Ủa đâu có tử cho tử có. Không có này miếng à, miếng hả? Tiếp quay. Bố phụ sinh hậu tử à. Quốc dân à, nhỏ con à, chính là Hồng Cái Cây. Bây giờ con nói sao mà ông chính được ngồi trên đó, ba con có hành đó không? Mày dám lên trong hờ tao đút danh mỗi ngày. Ủa vậy là chưa có hả? Không, hồi đó lúc đó anh ba chưa có vô trong cái ban. Còn ban nữa này có ban là làm ông tù luôn. Để mình phải khiếu nại. Trời ơi. Đừng có cãi. Mày nói đó, đầu, mày làm cái hình đi để tao thờ trong thầy nghèo hậu huyện đó. Dạ. Tao đúng ra nghe một ngày. Dạ, dạ. Ok không? Ok. Cái lễ nhỏ nhỏ ha. Ừ. Không mà có được không? Không, không. Sợ, sợ người ta nói á. Ai nói? Thầy nghèo hậu huyện thờ cái bàn đó là đúng cái tiền. Nhớ hồi đó ba con cũng lo đi đó. Đúng rồi, những người có công với đền ơn. Dạ. Mình chưa vô thấy cái bàn kỳ nhà hồi hả? Có đây nè, mấy đây nè. Vậy những người cũng như ba nhỏ nè. Mà đem đi đây ở nhà thời thời. Không có công ở đây nè, hoặc không có công thì nghe cái hàng rồi. Thì bắt sáng này đốt ra, giá ra nè. Mà đang chơi những từng cái. Dạ, con chơi em chơi những từng tóc. Thưa cái giải sao? Ok. Quốc. Mời bên Ngọc Anh, mà theo bên mình tiếng ngoài cũng thấy thiệt. Clip tới đây đã hết rồi cả nhà ơi, xin hẹn lại clip sau nha cả nhà. Xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ xin chào cả nhà, bye bye.